Bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ thực hiện quyền chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Khởi tố vụ án xe khách quá hạn đăng kiểm gây tai nạn 3 người tử vong. Vụ cắt thưởng Tết vì không lai bài của giám đốc, chưa ai nhận được tiền. Bộ Y tế đề nghị xử lý nghệ sĩ quảng cáo thần dược giả. VFF đàm phán với huấn luyện viên Choi Sia. Có phim Việt doanh thu không bằng clip của hot TikToker. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cuối ngày của Hoàng Châu Channel. Sau đây là tổng hợp của chúng tôi về các tin tức nóng hổi diễn ra trong ngày 19 tháng 1 năm 2023. Bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ thực hiện quyền chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều ngày 18 tháng 1, cuối phiên làm việc của kỳ họp bất thường lần thứ 3, thông báo tới đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước, sẽ thực hiện quyền chủ tịch nước cùng nhiệm kỳ 2021-2026. Bà Võ Thị Ánh Xuân sẽ giữ quyền chủ tịch nước cho tới khi Quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới, thay ông Nguyễn Xuân Phúc vừa được miễn nhiệm. Trước đó, tại kỳ họp bất thường thứ 3, Quốc hội khóa 15, chiều ngày 18 tháng 1, với 465 trên 482 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh chủ tịch nước cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Việc bà Võ Thị Ánh Xuân làm quyền chủ tịch nước được thực hiện theo Hiến pháp 2013, trong đó quy định trong trường hợp khuyết chủ tịch nước thì phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới. Đây là lần thứ hai phó chủ tịch nước được giao quyền chủ tịch nước khi chức danh chủ tịch nước khuyết nhân sự. Trước đó, vào tháng 9 năm 2018, khi cố chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần, nguyên phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khi đó cũng giữ quyền chủ tịch nước cho tới tháng 10 năm 2018 khi Quốc hội khóa 14 bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước. Bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh năm 1970, 53 tuổi, quê xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, trình độ thạc sĩ quản trị công, bà là ủy viên dự khuyết của Trung ương Đảng khóa 11, ủy viên Trung ương Đảng hai khóa 12 và 13, đại biểu Quốc hội hai khóa 14 và 15. Bà Xuân từng 4 năm là giáo viên trường Trung học phổ thông Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, văn phòng tỉnh ủy. Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 1 năm 2013, bà làm phó chủ tịch rồi chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy An Giang, bí thư tỉnh ủy Tân Châu. Từ tháng 2 năm 2013, bà giữ chức vụ phó chủ tịch tỉnh, phó bí thư rồi bí thư tỉnh An Giang. Tháng 4 năm 2021, bà được Quốc hội bầu làm phó chủ tịch nước. Theo quy định tại Điều 93 Hiến pháp năm 2013, trường hợp khuyết chủ tịch nước thì phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới. Trong đó, phó chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong số đại biểu Quốc hội, phó chủ tịch nước giúp chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và có thể được chủ tịch nước ủy nhiệm thay chủ tịch nước thực hiện một số nhiệm vụ. Khi giữ quyền chủ tịch nước trong các trường hợp trên đây thì phó chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tịch nước. Tin tức tiếp theo, khởi tố vụ án xe khách quá hạn đăng kiểm gây tai nạn 3 người tử vong. Chiều ngày 18 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án số 05 liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra vào sáng cùng ngày khiến 3 người tử vong để làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan. Điều đáng nói, theo dữ liệu từ cơ quan đăng kiểm, chiếc xe khách mang biển kiểm soát 26F00134 đã hết hạn kiểm định từ ngày 14 tháng 1 năm 2023. Chiếc xe này được đăng ký lần đầu vào ngày 15 tháng 1 năm 2017. Chủ phương tiện hiện là Nguyễn Đăng Hát, chú thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Xe sản xuất năm 2016, lần đăng kiểm gần nhất là vào ngày 15 tháng 7 năm 2022 tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 2601D. Vụ tai nạn được xác định xảy ra vào khoảng 2 giờ 17 phút sáng ngày 18 tháng 1 tại km số 130+500 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tòng Đậu, huyện Mai Châu. Xe ô tô khách mang biển kiểm soát 26F00134 của nhà xe Thanh Sang do Nguyễn Đình Lực, sinh năm 1981, trú tại thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, điều khiển đi hướng Hà Nội, Sơn La đã xảy ra va chạm với các xe mô tô đi cùng chiều, bao gồm xe mô tô mang biển kiểm soát 27Z1-31815 do Tòng Văn Quyết, sinh năm 1999 điều khiển, chở theo sau là Quang Thị Oanh, sinh năm 2004, xe mô tô mang biển kiểm soát 27Z1-25626 do Cà Văn Tuấn, sinh năm 2003 điều khiển, chở theo sau là Tòng Thị Phượng, sinh năm 2003. Cả 4 người đều trú tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Sau đó, xe ô tô khách mang biển kiểm soát
26F001-34 tiếp tục di chuyển về phía trước theo hướng Hà Nội Sơn La đến km số 130+950 quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Suối Rút, xã Tổng Đậu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình thì đâm va vào dàn phòng vệ lốp cao su bên phải cùng chiều, đâm va tiếp vào xe mô tô mang biển kiểm soát 27Z1-22832 do Lò Văn Tuấn, sinh năm 2002, điều khiển cùng chiều, chở theo sau là Lò Văn Khiêm, sinh năm 2001. Sau đó, ô tô khách lật đổ nghiêng sang bên trái. Hậu quả, Tòng Văn Quyết tử vong trên đường đi cấp cứu. Lò Văn Tuấn, Lò Văn Khiêm bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu. Nhưng đến khoảng 8 giờ, ngày 18 tháng 1 đã tử vong. Còn Quang Văn Diệu, sinh năm 1986, trú tại xã Trường Chăn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, và Lò Văn Chơi, sinh năm 1992, trú tại xã Trường San, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, đều là hành khách trên xe ô tô khách, bị thương hiện đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Mai Châu, bốn phương tiện liên quan bị hư hỏng. Sau khi tai nạn giao thông xảy ra, Công an huyện Mai Châu đã khẩn trương phát cử lực lượng bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị nạn, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hòa Bình, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Mai Châu khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo lời khai ban đầu của lái xe, do xe ô tô khách mất phanh dẫn đến mất kiểm soát, cơ quan chức năng đã tiến hành test nhanh ma túy và nồng độ cồn lái xe, kết quả âm tính. Tin tức tiếp theo, vụ cắt thưởng Tết vì không like bài của giám đốc, chưa ai nhận được tiền. Liên đoàn Lao động thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vừa có báo cáo xác minh vụ việc bị cắt thưởng Tết vì không like share bài livestream của giám đốc. Theo đó, đến sáng ngày 19 tháng 1, tức 28 Tết, Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Trúc Anh vẫn chưa thưởng Tết cho công nhân, người lao động. Hiện, việc thưởng Tết của công ty đang được ban giám đốc xem xét. Về việc thưởng Tết, theo thông lệ hàng năm, công ty căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh để chi thưởng cuối năm trước khi người lao động nghỉ Tết. Tại buổi làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Bạc Liêu, giám đốc khối quản trị và công đoàn cơ sở của Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Trúc Anh xác nhận có việc thông báo toàn bộ nhân viên phải like, share bài trong các buổi livestream của giám đốc. Người nào like nhiều thì được thưởng nhiều, nếu không like thì sẽ bị cắt thưởng cuối năm. Tuy nhiên, đây chỉ là nội dung chỉ đạo nội bộ của công ty. Trước đó, mạng xã hội xôn xao thông tin Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ sinh học Trúc Anh bắt buộc toàn bộ nhân viên phải like, share bài trong các buổi livestream của giám đốc. Người nào like nhiều thì được thưởng nhiều, nếu không like thì sẽ bị cắt thưởng cuối năm. Khi nhận được thông tin phản ánh nói trên, Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu đã giao cho bộ phận chuyên môn và Liên đoàn Lao động thành phố Bạc Liêu xác minh, làm rõ sự việc. Tin tức tiếp theo, Bộ Y tế đề nghị xử lý nghệ sĩ quảng cáo thần dược giả. Bộ Y tế vừa gửi văn bản đề nghị tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh vấn nạn thần dược giả, đặc biệt là lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng, quảng cáo thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi nhiều bộ ngành về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh vấn nạn thần dược giả, quảng cáo giỏm. Văn bản do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ký ngày 18 tháng 1 thông tin thời gian qua, một số cơ sở sản xuất kinh doanh đã lợi dụng hình ảnh người nổi tiếng. Bên cạnh đó, sử dụng các danh hiệu như nhà thuốc gia truyền, danh y, thần y để quảng cáo sản phẩm có tác dụng như thuốc điều trị các bệnh mãn tính như xương khớp, huyết áp, tiểu đường, bệnh về mắt trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt, các sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp phép sản xuất, lưu hành tại Việt Nam. Việc quảng cáo sản xuất, buôn bán các loại sản phẩm này gây nguy hại cho sức khỏe, thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng, gây bất an cho xã hội và vi phạm các quy định về luật dược, văn bản Bộ Y tế nêu. Nhằm ngăn chặn phòng ngừa việc quảng cáo, sản xuất, buôn bán sản phẩm không phải thuốc nhưng quảng cáo như thuốc chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Bộ Ban ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan triển khai các hoạt động như sau. Bộ Công an chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm chủ tên miền quảng cáo trên các trang mạng xã hội, chủ trì phối hợp với cơ quan của Bộ Y tế, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, điều tra xử lý tổ chức cá nhân quảng cáo có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng. Bộ Y tế đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác kiểm tra, xử lý quảng cáo thuốc chưa được cấp phép lưu hành. Khi phát hiện sai phạm về quảng cáo, cần kịp thời đóng tên miền hoặc đóng vĩnh viễn tên miền vi phạm, tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo xuyên biên giới. Bộ Công Thương tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động quảng cáo sản phẩm, không phải là thuốc, nhưng quảng cáo như thuốc trên sàn giao dịch thương mại điện tử, có biện pháp chế tài mạnh sàn giao dịch thương mại điện tử. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử lý nghiêm tổ chức cá nhân, đặc biệt văn nghệ sĩ, tham gia quảng cáo sản phẩm không phải là thuốc, nhưng quảng cáo như thuốc chữa bệnh, thổi phồng công dụng, nếu thông tin chưa được kiểm chứng, quảng cáo thuốc chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung. Mới đây, tại một hội thảo do Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế phối hợp tổ chức,
Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm cũng thông tin nhiều doanh nghiệp đang có tình trạng đăng ký một đằng, sản xuất một nẻo. Không ít đơn vị đã lợi dụng hình ảnh các y bác sĩ, người nổi tiếng, diễn viên để thổi phồng tác dụng của thực phẩm chức năng. Cục An toàn Thực phẩm đã công khai thông tin trên website của cơ quan này để cảnh báo những tình trạng trên vẫn diễn ra phổ biến. Tin tức tiếp theo, VFF đàm phán với huấn luyện viên Chausie. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa đặt thỏa thuận sơ bộ với Philippe Chausie để huấn luyện viên người Pháp thay ông Park Hang-seo dẫn dắt tuyển Việt Nam. Ông Park không gia hạn hợp đồng với VFF, rời vị trí huấn luyện viên tuyển Việt Nam từ ngày 31 tháng 1. Theo nguồn tin từ VN Express, huấn luyện viên Chausie sẽ lên thay thế nhà cầm quân Hàn Quốc. VFF và ông Chausie đàm phán suốt thời gian qua và đã đặt thỏa thuận sơ bộ. Vì tôn trọng huấn luyện viên Park nên đôi bên chưa công bố thông tin. Ông Chausie muốn thử sức ở vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam nên việc đàm phán thuận lợi với VFF. Vướng mắc cuối cùng giữa đôi bên là chế độ đãi ngộ, nhưng vấn đề sẽ được giải quyết khi VFF tìm được đối tác tài trợ một phần lương cho huấn luyện viên người Pháp và đội ngũ trợ lý. Trước đó, VFF cũng từng có đối tác hỗ trợ việc trả lương cho huấn luyện viên Park cùng các cộng sự người Hàn Quốc. Huấn luyện viên Chausie sinh năm 1955 tại Pháp, từng đá hậu vệ cho các câu lạc bộ trong nước từ năm 1976 đến năm 1983. Ông chuyển qua công tác huấn luyện ngay sau khi giải nghệ. Chausie được mệnh danh là phù thủy trắng khi đưa Nam Phi, bờ biển Nga hay Nigeria dự World Cup. Ông còn giúp U20 Nhật Bản giành vị trí Á quân U20 World Cup 1999, tuyển Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000. Ông Chausie không xa lạ với bóng đá Việt Nam vì từng làm giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo bóng đá PVF từ tháng 3 năm 2018. Trong giai đoạn 2019-2021, ông dẫn dắt đội U19 Việt Nam giành vé dự vòng chung kết U19 châu Á năm 2020, nhưng vì Covid-19, giải đấu này không diễn ra và rồi bị hủy. Chausie sau đó vẫn đi xem các giải V-League, hạng nhất, hạng nhì, U21, rồi U19 quốc gia để gây dựng một lưới trẻ mới chuẩn bị cho giải U18 Đông Nam Á và vòng loại U19 châu Á trong năm nay. Tuy nhiên, đến tháng 6 năm 2021, nhà cầm quân người Pháp và VFF chia tay vì không thống nhất được tiền lương khi ký hợp đồng mới. Tin tức cuối cùng, có phim Việt doanh thu không bằng clip của hot TikToker. 2022 là năm chạm đáy của phim Việt ngoài rạp chiếu. Có phim Việt chỉ thua vài chục triệu đồng, doanh thu còn không bằng clip của hot TikToker. Ngoại trừ hai điểm sáng thuộc dòng nghệ thuật độc lập là Đêm tối rực rỡ và Cho tàn rực rỡ, hầu hết phim Việt năm qua lâm vào cảnh thua lỗ. Rất nhiều phim điện ảnh Việt Nam ra rạp gồm nhiều thể loại từ hài, tâm lý tình cảm cho đến phim hành động, viễn tưởng hay zombie. Thế nhưng chỉ có một tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ, đó là Em và Trịnh. Còn lại nhiều phim chỉ thu về vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ở ban tròn Việt Nam Cinema 2022, nhiều gương mặt trong làng phim Việt cùng phân tích một sẻ nguyên nhân khiến các tác phẩm chiếu rạp Việt Nam trôi sụt trong năm qua. Biên kịch Bình Bồng Bột, đồng thời là host, mời nhà báo, nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm đánh giá mức độ niềm tin dành cho phim Việt. Lê Hồng Lâm đánh giá, năm vừa rồi rất đa dạng, cái gì cũng có hết, nhưng cái gì cũng dở. Theo nhà báo này, có phim Việt doanh thu còn không bằng clip của hot TikToker. Riêng năm 2022, chúng ta chỉ có duy nhất một bộ phim là Em và Trịnh đạt mốc doanh thu trăm tỷ và vô số thảm họa, vô số thất bại cực kỳ cay đắng. Một số phim doanh thu là từ 30 đến 40 triệu đồng, 100 đến 200 triệu đồng mà thường người ta phải đầu tư trên dưới 10 tỷ đồng. Đó là báo động thật sự, một thảm họa, nhà báo Lê Hồng Lâm bày tỏ. Anh cũng lên án mạnh mẽ những bộ phim kém chất lượng nhưng vẫn được ra rạp và cho rằng cần thanh trừng để loại bỏ những phim rác như thế. Đồng tình với ý kiến của nhà báo Lê Hồng Lâm, đạo diễn Lý Minh Thắng cho rằng điện ảnh Việt đang âm điệp trong lòng khán giả. Đánh giá này khiến cả trường quay phải dậy sóng trước thực trạng đáng buồn của phim ảnh trong nước hiện nay. Cũng trong khuôn khổ chương trình, nhà báo Lê Hồng Lâm, đạo diễn Lý Minh Thắng, các khách mời như đạo diễn Charlie Nguyễn, diễn viên Khai Thi Nguyễn cùng MC Bình Bồng Bột tiếp tục bàn luận thêm về nhiều vấn đề nóng hổi mang tính thời sự của điện ảnh nước nhà cùng những trăn trở, gợi ý giải pháp xử lý để các nhà làm phim Việt tham khảo trên hành trình giành lại lòng tin từ khán giả. Khai Thi Nguyễn mong mỏi sẽ nhận được kịch bản tốt, yếu tố quyết định thành công của một bộ phim. Ban tròn Việt Nam Cinema năm 2022 lên sóng trưa ngày 22 tháng 1 trên kênh K-Plus Cine. Tin tức trên đã chính thức khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của Hoàng Châu Channel. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để cập nhật tin tức nóng hổi nhanh nhất trong ngày. Nếu yêu thích, hãy like và để lại bình luận để tạo động lực cho chúng tôi. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!